Quý vị ơi, không những nóng mà tại vì Đăng Nguyên cũng bệnh cả mười mấy ngày này rồi và hôm nay vẫn còn bệnh trong người, nhưng mà cởi ra cho nó sung đi. Nhớ người yêu đúng không? Chơi hết. Và xin quý vị cho ban nhạc và người chỉnh âm thanh một tràng pháo tay quý vị ơi. Ban nhạc Hoàng Thiên Thi. Quý vị cũng đã biết rồi, Đăng Nguyên thường thường thì không biết tại sao mà cứ thất tình hoài à. Đó, yêu cô nào thì người đó cứ bỏ Đăng Nguyên ra đi. À, ai đó? Ai nói BD đó? À, thì bởi vậy quý vị có biết không, Đăng Nguyên vẫn còn độc thân, vẫn còn available. Đó. À, nhưng mà những cái người nào mà đã bỏ Đăng Nguyên ra đi đó, sau khi nghe Đăng Nguyên hát bài hát này, xin hãy trở lại đây để mua một chiếc CD rồi ra đi tiếp. Và xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm Hãy Quên Anh, sáng tác của Phương Kim sau đây. Bao lá vàng đốt thử tình cũ, với mây trời xa xiêu bước em đi, nước mắt chìm theo sóng dịu phân ly, lỡ mê lùa gấm đành quên ước thề. Áo hồng nâng nhẹ xin đừng ngại bước, kết ngàn vì sao đường sáng em qua, tiếc nhau ngày vui dấu lệ thương đau, để duyên tình mới đẹp như phút đầu. Ai thương người xưa đứng bên đời, khổ đau cấm nín rồi, nghẹn ngào trong tiếng cười. Em ơi, lời yêu dấu cho nhau, nào đâu có bao lâu, giờ sao đã u sầu. Những ngày tháng mộng xin trả lại em, con đường mình qua giờ hãy quên tên, có thương vào đâu cũng đành chia tay, đã không còn nữa tình duyên kiếp này.
có thương và đau cũng đành chia tay. Đã không còn nữa tình duyên kiếp này, có thương và đau cũng đành chia tay. Đã không còn nữa, đành duyên kiếp này. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Khán giả của Praha dễ thương quá. Tí nữa Đăng Nguyên sẽ trở lại nữa được không quý vị? Hát nữa hả? 10 bài không? CD của Đăng Nguyên đúng 10 bài luôn á. Tí nữa Đăng Nguyên sẽ trở lại nha quý vị. Thank you quý vị rất nhiều. Thank you.